Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu bỏ xứ Galilê mà đến với Gioan ở sông Giô-đan để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can người rằng: chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao? Chúa Giêsu liền đáp lại: không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế. Và bây giờ ông Gioan chịu ý người. Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra và người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên người. Và ngay lúc đó có tiếng từ trời phán: này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Chủ nhật đầu tiên sau mùa Giáng sinh là Chủ nhật mừng kính việc Chúa chịu phép rửa, và giáo hội đã đặt ra như thế để mời gọi chúng ta nhìn vào chương trình cứu độ của Chúa, nhìn vào mầu nhiệm nhập thể của Chúa. Chúa nhập thể để nên giống như chúng ta. Đó là một việc làm để tỏ ra tình yêu thương. Nhưng Chúa nhập thể còn để chia sẻ thân phận con người khốn cực bởi tội lỗi tổ tông của chúng ta. Và không chỉ chia sẻ mà còn mang lấy tội lỗi của nhân loại vào thân của mình. Đó là lý do tại sao khi Gioan nói với Chúa: chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao? Thì Chúa đã trả lời: không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế. Đây là bổn phận của tình yêu, để mà mang lấy cái tội của chúng ta vào cuộc sống của Chúa. Cái tội Chúa không phạm, thế nhưng đã mang lấy, để không chỉ mang lấy mà còn chịu khổ, chịu cực vì cái tội đó, và cuối cùng đã chịu chết vì cái tội mà chúng ta đã phạm để cho chúng ta được tha. Và chính khi Chúa xuống dòng sông Giô-đan với tâm tình sám hối vì tội của chúng ta là lúc mà tình yêu Chúa được diễn tả một cách hoàn hảo trọn vẹn nhất. Trước đây tội tổ tông đã đóng cửa nước trời lại, thì bây giờ Chúa đã đến và tình yêu của Chúa đã mở cửa trời ra. Đây là chuyện của ngày xưa, nhưng cũng là chuyện của ngày hôm nay. Khi mà chúng ta phạm tội nặng, chúng ta đóng cửa lòng mình lại, và rồi khi chúng ta có lòng sám hối đến với tòa cáo giải, hoặc là chưa đến được tòa cáo giải nhưng mà có lòng sám hối, thì lòng sám hối đó cộng với tình yêu của Chúa, ơn của Chúa ban, đã làm lòng của chúng ta mở ra. Mỗi khi mà chúng ta nói là: Chúa xin thương xót con vì con đã xúc phạm đến Chúa, thì lúc đó là lúc Chúa đến ở trong lòng ta, tội ta được tha. Và trong câu chuyện phúc âm kể lại ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu là ngôi thứ hai đã là người mang lấy tội của ta rồi, còn Chúa Thánh Thần như hình chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu. Và Chúa Cha nói với Chúa Giêsu câu nói: này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta. Như vậy cả ba ngôi Thiên Chúa
đều có công việc của mình trong ơn cứu độ cho nhân loại, trong tình yêu dành cho từng người chúng ta. Và mỗi khi chúng ta nói với Chúa một câu, dâng lên Chúa một lòng sám hối, thì lúc đó Chúa Giêsu mang lấy tội của ta, Chúa Thánh Thần là lòng mến lại đổ xuống vào lòng ta, và Chúa Cha lại nói với ta cái câu mà Chúa nói với Chúa Giêsu ngày xưa: con đẹp lòng ta. Và chúng ta thấy trong mỗi một thánh lễ có cái nghi thức đổ nước vào trong rượu, và khi đổ nước vào trong rượu thì các linh mục đọc thầm như giọt nước hòa tan trong chén rượu. Xin cho chúng con, bản tính loài người chúng con, cũng được hòa vào bản tính của Chúa, để mọi người chúng con cũng được trở nên mang lấy bản tính của Chúa trong cuộc sống của mình. Và thực sự khi mà chúng ta nói một lời sám hối thì lúc đó cửa trời lại mở ra một lần nữa, không phải là cửa trời ở bên Do Thái ngày xưa, nhưng mà trong tâm hồn của chúng ta dâng lễ. Và hôm nay cũng là ngày cuối của năm quý, năm Nhâm Dần, chuẩn bị bước sang năm Quý Mão. Chúng ta xin cho chúng ta trở nên chi thể của Chúa Kitô. Chúa đã đi bước trước và là người đầu tiên trong nhân loại, là cái đầu để chúng ta là thân mình. Đầu đã đẹp lòng Chúa Cha thì chúng ta xin cho mỗi người chúng ta bởi lòng sám hối, cũng như Chúa ngày xưa đã bắt đầu cho việc cứu độ bằng việc bước xuống dòng sông Giô-đan để tỏ ra lòng sám hối, thì chúng ta cũng chuẩn bị bước vào năm mới với một lòng sám hối. Và một năm mới này sẽ trở nên tốt đẹp biết bao nhiêu nếu như là một năm mà cửa trời mở ra trong lòng chúng ta. Trong suốt năm chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa vì bao nhiêu ơn là Chúa đã ban trong năm sắp qua đây. Và lời tạ ơn đẹp nhất đó là chúng ta dâng cho Chúa một điều dốc lòng. Mỗi người ai cũng có một cái khuyết điểm, một cái tật xấu có thể nói là nổi trội, thì chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa. Và lời tạ ơn đẹp nhất là dốc lòng để đổi mới cuộc sống mình. Như Chúa Giêsu dìm mình xuống nước, chúng ta cũng chết đi cho con người cũ của mình, để rồi bước vào một đời sống mới tràn đầy ân sủng và tình yêu. Amen.